Cơ ngơi này là nội để lại cho con mà. Ai phù hợp với con hơn Mai Lan? Con sẽ làm theo bất cứ những gì nội dạy. Nhưng mà chuyện chỉ kết hôn, anh chỉ mong là hai đứa mình hạnh phúc mãi như vậy. Cho dù đó là giả thì mình cũng phải lập tẩy con khốn nó trước mặt bà nội. Cháu tôi mà nó có chơi với gái qua đường đi nữa thì cái loại như cô tôi cũng không cho phép nó qua đường. Tôi cần các anh xử lý cho tôi một người. Anh cần phải biết rõ cái thai trong bụng của cô không phải là con của anh. Rốt cuộc với tao là con ai? Tại sao lúc nào mẹ cũng cay nghiệt với con như vậy? Cái loại đàn bà lăng loàn. Mẹ nghe con vậy đi, đi khuất mắt đi theo cái thằng đàn ông đó đi. Mẹ tao là con của con. Mẹ tao là con. Con muốn thu thập đủ chứng cứ về những tội nặng nhất của tên Vinh để cho công an vào cuộc. Thôi đi nhanh lên. Mẹ đi lẹ thôi. Tôi gọi chứng cứ. Cứ nằm xong vô giết chết nó. Em có thai nha. Anh nói thật cho em biết đi. Nếu con trong bụng cô ta có phải là của anh không? Hả? Vậy con muốn sao? Con muốn tự do. Con muốn được làm con người.